À kia 12 tuổi à? Ồ, thế 10 tuổi cõng thế này nặng quá. Đây nhá, khi mà cháu Khâm ghi hình lên thì các bác sẽ thấy là rất là sót, nhưng mà thực tế thì là những em bé bé như này ở trên này làm lụng rất là nhiều. Làm rất nhiều, chẳng qua là các bác không qua ống kính các bác thấy được thôi, chứ còn đi những cái vùng khác khó khăn hơn. Các em cõng rất là nặng. Chính vì vậy mà cái chiều cao của em bé trên này thường thường là rất là khiêm tốn. Đấy. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Chiều ngày hôm nay hiện tại Khâm đang có mặt ở nhà lũ em cô bác anh chị ạ. Đáng lẽ là phải sáng ngày hôm mai thì là anh em mới có mặt ở đây để mà giám sát cũng như là đôn đốc anh em làm cái vật liệu cuối cùng này ấy. Nhưng mà ngay buổi chiều ngày hôm nay khi mà xe chỗ anh cơ sở vật liệu đi bảo trì bảo dưỡng xong thì anh em là cũng cố gắng là làm nhanh nhất có thể để mà chuyển nốt cái vật liệu lên. Trời được cái là trời khô ráo các bác nhé, nếu mà trời mưa trời gió thì các anh sẽ không có lên, nhưng mà là khi mà các anh trời tạnh thì xe cộ xong ấy, trưa là các anh cũng tranh thủ luôn làm luôn. Và ngày hôm nay thì là một chuyến xe gạch nữa đã được cập bến nhà lỗ em rồi, và có lẽ là cái đây còn một chuyến xe gạch nữa thì là tất cả những cái vật liệu của nhà lỗ em về cơ bản là cháu Khâm đã di chuyển đầy đủ lên trên này, phía trên này rồi đấy các bác nhé. Hôm nay thì là Khâm là thuê, như video trước ấy thì Khâm có nhờ lũ em rằng là đi tìm mấy anh em về hỗ trợ thuê, thì là ngày hôm nay có gia đình của bố Dượng và mẹ vợ mẹ đẻ của lũ em, là khi mà lũ em đi thuê ấy, thì là cả gia đình là nhận khoán các bác nhé. Đấy, nhận khoán là hai xe. Cái này thì là phải nói là vừa giúp vừa nhận khoán các bác nhé. Nếu mà không có khả năng là thuê bên khác ấy, thì là hai xe chắc có lẽ phải rơi 1 triệu. Nhưng mà gia đình nhà lúa thì là vừa làm vừa hộ thôi, thì là 350 một xe. Đấy. Tí nữa làm một xe nữa xong thì cháu gửi tiền nhá. 700.000 đúng không? Chính xác, không vấn đề gì hết. Cứ xong đi là cháu sẽ gửi tiền đầy đủ. Đấy. Thì là anh em mình tiết kiệm chi phí được một xíu và có may mắn là vừa hộ vừa làm. Tất nhiên là về trách nhiệm bố mẹ thì là bố mẹ hộ, nhưng mà thật sự thưa các bác là người Mông ấy thì người ta là cũng cơm áo gạo tiền, rồi là tình cảm gia đình người ta chỉ có một mức độ nào đó thôi, nên các bác hết sức thông cảm. Tất nhiên là anh em mình thuê thì mọi người làm nhanh hơn và trách nhiệm hơn với công việc. Đấy, ngày hôm qua thì bố mẹ vợ là cũng hộ một ngày rồi. Đấy, thì là mọi người đến hộ thì anh em mình cũng trả một cái công gọi xứng đáng thôi. Đấy. Ở đây là con của chú hết à? Bé bé này. Mẹ em bé bé này không ra đây đâu nhá. Cái này này, cái này đổ vào chân là gãy chân đấy. Đi ra đây. Không đứng ở đây. Khịa. Nguy hiểm lắm, bởi vì hôm qua là riêng cháu Khâm là thấy là những cái gạch này đổ xuống một viên này 16 cân là gãy chân bình thường. Không cho nó ở gần đây đâu nhá. Đây à, đứa đầu đây à? 13 tuổi đấy á? 13 tuổi á? 12 tuổi á? Có cõng được không? Ui. Con này 10 tuổi. À kia 12 tuổi à? Thế 10 tuổi cõng thế này nặng quá. Đây nhá, khi mà cháu Khâm ghi hình lên thì các bác sẽ thấy là rất là sót, nhưng mà thực tế thì là những em bé bé như này ở trên này làm lụng rất là nhiều. Làm rất nhiều, chẳng qua là các bác không qua ống kính các bác thấy được thôi, chứ còn đi những cái vùng khác khó khăn hơn. Các em cõng rất là nặng. Chính vì vậy mà cái chiều cao của em bé trên này thường thường là rất là khiêm tốn. Đấy. Quá vất vả. Trong cái em bé này có lẽ là một cái hình ảnh như thế, có lẽ là Khâm sẽ xin phép các nhà hảo tâm, đặc biệt là chỗ cô giấu tên, cô ủng hộ ấy, mình có thể là xem ra một tí để cho
các cháu ở đang ở cái độ tuổi ăn tuổi chơi thôi, nhưng mà bằng cái thái độ lao động rất là tích cực, không phải là anh em không lên, anh em không bắt làm đâu, mà là anh em lên một cách bất ngờ thôi. Đấy, chuyến vật liệu này đã lên từ lúc là 2 giờ rồi. Làm thế này đau lưng đấy. Nhưng mà bé quá chú ơi, cho không làm thì không được à? Nó thích làm à? Thích làm nữa, không làm không có tiền đi học. Không làm không có tiền đi học á? Không làm không có tiền đi học thì... Nhưng bản thân cháu là những người đi thuê, thấy con lỗi quá, cháu là thuê cô chú thôi, cô chú lại để con đi làm thế thì cháu thấy con lỗi quá. Các em bé này đang đi ăn chơi đi học thôi mà để các em đi hộ bố mẹ làm này thì... thật sự là cũng phải nói là nếu mà các em ấy không có thái độ lao động thì các em không làm đâu. Bé tí này, kể cả bắt bao nhiêu làm nặng, không làm được thì các em sẽ lảng tránh đi luôn thôi. Đấy, em mới có 10 tuổi thôi các bác ạ. Em mới có 10 tuổi thôi. Hộ bố mẹ cõng từng viên gạch. Đấy. Ui, em, bé này không ra đây đâu. Chú ơi, bảo bé này tránh ra đi, cháu sợ nó lở lắm. Kia. Gãy chân, gãy tay bình thường ấy. Gạch này nặng quá. Cũng vì đồng tiền hết thôi các bác ạ. Đấy. Cũng vì cơm áo gạo tiền hết. Hai đứa nó đi học à chú? Trong chiều hôm nay là anh em mình tập kết vật liệu đủ. Đấy. Còn cái chỗ đá 1-2 mới lại cát thì là chưa có chỗ để và thợ chưa làm. Nhưng cái đấy ít thôi thì hai vợ chồng cố gắng linh hoạt nhé. Ừ, chờ hơn tiếng thì xong rồi. Ôi, đồ thế này hỏng hết răng đấy. Thế này. Được. Chú ý một tí. Cái răng này các anh mới đổ được có 3 ngày thôi nên là cũng chưa cứng lắm đâu. Đỡ hộ em đây này. 10 tuổi các bạn, gánh một viên gạch 16 cân. Một cái xe nữa. À, tí nữa chắc cho anh công hàn cho. Cho ra một tí cho tránh. Ồ, đúng rồi đấy. Ồ, cái gạch này mà riêng cái gạch mà các anh mới làm thời gian là đổ này là vỡ hết đấy. Mà công nhận cái gạch này chắc. Ngày hôm nay khi mà xong cái chỗ này thì Khâm sẽ đi thanh toán tiền vật liệu các bác nhé. Tất nhiên là anh em sẽ có những cái hóa đơn viết tay như những cái hóa đơn trước của nhà anh Lúa thôi. Đấy, để khi mà anh em mình công bố tài chính thì có đủ giấy tờ và những cái hóa đơn, những cái giao dịch anh em mình làm để cho khách quan và minh bạch các bác ạ. Nhà Lúa em thì sử dụng vào 2.000 viên gạch. Đấy, chuyến này là chuyến thứ 3, mỗi chuyến là được 500 viên gạch các bác nhé. Khi mà nhà Lúa anh thì anh em mình thừa ra khoảng độ là 300-400 viên gạch thì anh em mình rút kinh nghiệm là gạch của Lúa em thì anh em mình lấy đủ khoảng 2.000 thôi. Đấy. Tất nhiên là sau này còn phải thừa ra một chút để mà xây những cái hàng gạch để be lấy cái sân các bác nhé. Lầu đâu? Lầu chưa về. Đi đâu? Đi trồng ngô. Trồng ngô chưa về á? Vâng. Chưa không về à? Chưa không về. Vẫn đang hộ anh Hờ à? Chưa em nấu gà ăn chưa? Ừ. Ồ. Càng hạn chế gạch nứt nát càng tốt nhá Lúa nhá. Anh thấy là đổ này thì anh sợ vỡ rồi đây này. Có những viên là vỡ đây này. Một viên gạch 8.000 đấy nhá. Chú ý nhá. Biết là vận chuyển vất vả nhưng mà cũng phải biết là bảo vệ những cái này nhá. Tất nhiên là anh căn là ăn căn đủ hết thôi.
Nhưng mà đừng để vỡ quá là nhiều, vỡ nhiều là mình không sử dụng được lại. Đấy, như những viên như này, vỡ nát ra hết như này là mình không sử dụng được đâu nhá. Bảo bố là đổ nhẹ. Bảo bố đổ nhẹ nhẹ thôi. Không thì đến đây em bốc xuống nhé. Cứ vận chuyển xong thì ai cũng làm được thôi, nhưng mà phải cái gạch mình phải được đảm bảo nhé. Ừ. Chú hộ cháu đổ nhẹ nhẹ thôi nhá. Vỡ đây này, vỡ đây này, vỡ là mệt lắm, một viên gạch cắt lắm. Ui. Đỡ đỡ hộ em gái. Không biết là khi mà khoán công việc ấy, mọi người làm càng nhanh càng tốt thôi, nhưng mà phải có mặt anh em mình ở đây thì là mọi người làm nghiêm túc hơn các bác. Nghiêm túc hơn cái thứ nhất, cái thứ hai là không muốn là ở nhà ấy không yên tâm đâu. Nhưng mà khi mà Khâm không có bận quá ấy, thì Khâm vẫn phải lên bản. Đấy, phải lên xem. Như Khâm chia sẻ đấy, một cái viên gạch này anh em mình vận chuyển đến đây như nhà Lũ Anh thôi, 8.000 một cái viên gạch. Mà khi mà gạch nứt, gạch mà vỡ ra ấy, mình không thể sử dụng được đấy. Sử dụng được nhưng mà rất ít. Tốt nhất là không để vỡ quá nhiều nhé. Nứt nát những cái góc thì anh không nói đấy. Đúng rồi, chú đổ ra đất, đổ ra đất nhé. Xong là lúa sấc này, xách lên. Găng tay không đeo vào. Anh Công cho bao nhiêu găng tay? Vướng á. Thời gian qua rất là nhiều cô bác góp ý ấy. Cháu Khâm đi làm này mệt. Anh chỉ xót xa cho mấy em bé bé này thôi. Thôi, cứ 10 tuổi cứ một ngày mà gánh khoảng, cứ độ này là em ấy sẽ gánh khoảng 5-60 viên gạch một ngày, một buổi. Về là đau lưng đấy. 10 tuổi ở thành thị thì các em chỉ đang tuổi ăn tuổi chơi thôi. Nhưng mà trên vùng cao là phải đi phụ bố mẹ. Con thứ nhất à? 13 tuổi đây đúng không? Đúng rồi. Con trai 13 tuổi. Thôi hôm nay thuê rồi thì anh cũng không động tay động chân nhiều nữa. Không chỉ lên họ ghi hình và cập nhật cho các bác xem thôi, chứ còn nếu mà cô bác anh chị là góp ý thì cũng rất mong các bác không có trách móc cháu Khâm rằng là tại sao lại không hộ một tay các bác nhé. Đấy. Mặc dù là rất thương các em bé, có khả năng là anh em mình sẽ linh động chỗ các cô, các bác đấy. Thực sự là để mà nói là cái làng Lúa Em ấy, có nhiều cô bác góp ý với Khâm là dân ích kỷ này nọ. Nhưng mà khi mà anh em mình chứng kiến cái cảnh mà em bé có 10 tuổi thôi gánh từng viên gạch nặng 16 cân này đi, thì bản thân một người đi làm thiện nguyện mà có cái tâm đi làm thiện nguyện chính trực ấy thì rất là thương các bác. Đấy, các bác thấy không? Không phải là anh em mình quay đâu, mà là thực tế là em ấy phải làm bằng thật đấy. Đấy. Làm bằng thật luôn đấy. Hai em nữa đi học đúng không? Hay đi đâu? Đi học hay đi đâu? Hay ở nhà? Thằng anh trai này đi học ở 18. Hả? 18. Ý anh hỏi là còn hai con nữa đi đâu rồi? Hai con ở nhà. Ở nhà? Bé quá hay như nào? Bé. Bé hơn à? Bé hơn em kia à? Một con. Một con trai bé bé thôi. Đấy. Trong quá trình ghi hình ấy, các bác cũng góp ý rằng là có những bác rằng là anh Hờ hay là bố mẹ Dượng. Oh, chào anh Công nhá. Chào các anh nhá. Hôm nay lại quân tư trang đầy đủ lên. À đúng rồi, cái xe rùa hỗ trợ em một tí. Bởi vì là trong cái ngày hôm nay nữa thì là vật liệu là cơ bản là hòm hòm. Bởi vì hòm hòm là tại sao vẫn chưa vào đây hết, nhưng mà ở chỗ ngoài tập kết khoảng 2 khối bột đá 1-2 với lại cát chát nữa thôi thì không đáng lo ngại. Đấy, cái đấy thì đẩy dần vào. Và là cái thứ nhất, cái thứ hai là không vướng đường bà con, không vấn đề gì hết.
Ôi, bé này khỏe đấy. Thế đang bảo là 10 tuổi thôi, sót. Em nhìn thì em rất sót. Đây là thuê để mà bố mẹ cho lúa làm. Nhưng mà bố mẹ lúa lại cùng các con sang đây, các con lại hộ bố mẹ. Các con lại hộ bố mẹ một cái tinh thần lao động rất là nhiệt tình và biết là phải làm xong mới được nghỉ. Đấy. Em rất là thương các em ơi. Đấy. Em của lúa đấy. Cùng mẹ khác cha thôi. Xếp gọn vào nhá, mình còn một xe nữa. Đấy, một xe nữa là khoảng 500 viên nữa. Một xe nữa. Vẫn phải một xe nữa. Một xe nữa. Em lấy 2.000 anh ạ. Bố dượng của bố dượng à? Bố dượng anh lần đầu ấy nhỉ, lần đầu gặp ấy nhỉ. Ô, anh hôm trước anh gặp rồi mà, hôm qua anh gặp đó. Anh gặp đấy, em bảo ấy vào mang cái bạt vào đây. Không phải là nhận về cái phần công đâu, nhưng mà trước khi làm những cái công việc hỗ trợ nhà lúa em này là em không đã đến tác động cả cô chú đấy. Đến tác động cô chú thì là một phần nào đó là cô chú giúp bằng công bằng sức thật sự cho lúa em. Ngày còn ngày hôm nay là em Khâm cũng chủ động thuê đấy. Với cái giá thì là hai xe thì là vào 700.000 thôi, mỗi xe 350 thì là chưa vào 1.000 một viên gạch đâu, thì là cũng phải gọi là vừa giúp vừa hộ đấy. Tất nhiên là bố mẹ là 5 người con nữa, cuộc sống vẫn phải cơm áo gạo tiền đấy. Vào đây thì anh cũng không để ý nhiều đến vấn đề đấy. Em tác động được như thế là tiền. Chính ra thì kể cả tự A Hờ các thứ, bản thân Nắng Mai là những người đi đầu để tác động, mới là anh em đến giúp lúa em bằng cái sự nhiệt tình. Chứ thực sự là để mà lúa em tự để mà đi nhờ anh em họ hàng thì quả thật là khó. Quả thật là không thể ấy. Anh ạ. Hôm qua cũng thấy đông ấy. Hôm qua thì chắc là mọi người đẩy nhiệt tình quá. Thế là một cái sáng nay em lên xem là một cái xe rùa là bị bung hết bánh ra rồi. Không biết là nó gãy ở những đoạn nào mà. Cái xe này là đẩy nó. Thực ra là anh cũng không, giờ đấy là cũng bận ấy. Nếu mà cẩn thận hơn tí nữa là mua về thì mình hàn ngay từ đầu lại. Nhưng mà may là cũng chưa chở vữa. Chưa chở vữa thì còn vẫn dễ. Hàn được đúng không? Chưa chở vữa thì nó còn dễ. Nó bám hết vữa vào là phải cọ, phải mài đi thì mới hàn lại được. Nếu ngay từ đầu mình hàn ra cố ngay từ đầu. Xe cao kìa, hôm qua chở gài chở nhiều ạ. 9 viên. 9 viên gạch. Gùi được một cái quẩy tấu bột đầy. Anh ạ, từ sáng chở gạch rồi. Khi mà chở xong là nó cong cớn vào rồi, đến lúc là chiều gọi là chở bột thì nó chỉ là tác động thêm thôi, để mà cái xe nó hỏng thôi. Sáng là chở lúa em chở một lúc 9 viên gạch là cũng có ý rồi, nhưng mà viên gạch này là 17 cân một viên mà. 17 cân. Cứ tính khô hết 16 cân đi đấy. 9 viên thì nó hơn 100 cân rồi. Lâu đâu. Lâu đi trồng ngô. Đi hộ anh Hờ. Như hộ anh Hờ chồng ngu. Anh Hờ cũng đỡ nhiều. Chưa về à? Dạ. Chưa vợ chưa về đâu à? Nhớ gửi tiền cô Sen cho nhá. Này đội thợ xây vào, xây áo mấy hôm rồi. Mai anh ạ. Cũng anh em mình chưa biết ngày mai có mưa hay là như thế nào, nhưng mà cứ trời hôm nay khô ráo như này là cũng vui rồi. Bởi vì là lịch trình ấy thì là ngày mai thợ sẽ vào làm một ngày thật mạnh. Đấy. Thật là hôm nay thì không có sức đâu, nhưng mà không, rất là thương em bé này. Mới 10 tuổi thôi. Bé trai thì mình không nói nhá. Bé trai thì mình không nói, nhưng mà bé đấy là một bé gái. Bé từ lúc nãy đến giờ các anh là chắc là em ấy phải được khoảng hơn ba mấy chuyến rồi. Đấy, thì là hôm nay hai chuyến gạch lên, chắc có lẽ Khâm tính ước chừng sơ sơ là em ấy sẽ chạy khoảng được 5-60 chuyến. Cứ mỗi lần một viên cứ đi này. Đấy, các bác là phải nói là ở một cái tuổi đang ăn, đang chơi mà
cõng một cái viên gạch 16 kg đi liên tục thế này 50-60 chuyến thì nhiều em bé là ở dưới xuôi, nếu mà cái sức khỏe là ốm. Để tránh cái răng móng ra nhé, để cho anh em mai còn có cái xây. Cái chú trong lán này đi đâu rồi? Nhà anh Sử à? Chú là cũng rút được mấy ngày đầu thôi nhỉ? Chú trông lán ở đây thôi các bác. Đấy, thực ra là nếu mà không làm việc thì cũng không có công. Ở một cái tuổi như chú thì giúp không công thì giúp được bao nhiêu thì mình biết ơn bấy đấy thôi, chứ còn để mà chú giúp từ đầu đến cuối không có. Thôi nấu gà ăn chưa? Nấu. Nhưng mà không, tối hôm qua em mua vẫn còn. Vẫn còn gì? Chúng bà không cần nấu. Tối nay cứ nấu cùng bố mẹ với các em ăn. Một chuyến xe nữa đang lên các bác nhé. Đấy, một cái chuyến gạch nữa đang lên rồi. Anh em mình phải ghi hình lại để cho các bác xem. Và có cô giấu tên nhà hảo tâm là cũng muốn đấy, như video trước Khâm chia sẻ đấy, thì là cô sẽ gửi thanh toán những cái khoản anh em thuê này, thì cháu Khâm cũng muốn ghi hình để cho thiết thực cho ở đây cô xem, và anh em mình không có gọi là bắt vợ chồng lỗi em làm rồi đến lúc là không có lên hình gì rồi là lên báo cáo với cái nhà hảo tâm là mình thuê đấy. Thực tế ngày hôm nay lên là như vậy, và cái tiến độ của nhà lỗi em thì các bác hết sức là nán lại các bác nhá. Anh em mình làm là sẽ có lộ trình video đấy. Khâm chỉ hy vọng rằng là không có mưa gió đấy, trời lạnh bao nhiêu cũng được, nắng bao nhiêu cũng được, anh em mình vẫn đi làm. Nhưng mà chỉ sợ trời mưa là sẽ không triển khai được công việc của thợ các bác ạ. Một cái công trình ngoài trời như thế này thì bắt buộc là cần phải thời tiết khô ráo. Đấy, em xem bố của anh, em chở 5 viên thôi, em chở 9 viên là gấp đôi rồi. Hỏng xe là cái gì? Đưa chú, 9 viên là hỏng xe rồi. Cái này cẩn thận nhá, đổ ra đây là mệt đấy. Và chân là gãy chân như chơi. Ồ, hình như là xe gạch. Xe gạch rồi các bác. Nhưng mà chỗ này vẫn chưa chuyển xong. Chưa chuyển xong. Bây giờ phải dọn hết cái này mới đổ được chứ. Chỗ này cũng chả còn bao nhiêu đâu. Anh em phụ một tay để cho anh em lái xe đổ nhanh. Đấy. Ở đây ấy, các bác ấy, thì là một ngày anh em chạy tối đa chắc không quá được 3 chuyến. Đấy. Vì là khi mà đổ vật liệu xong thì không có đường quay trở lại rồi. Thank you.
Cái video này điểm nhẫn mũi là em bé này, em rất là thương. Làm bằng thật đấy, không phải là sốt ruột. Biết làm sao được. Đây là theo bố mẹ thì... theo bố mẹ rồi. Thực ra anh em mình không dám ghi hình cụ tận tường các bác nhé. Bởi vì sẽ rất là sợ khi mà vi phạm cái chính sách của YouTube là vào cái việc bóc lột sức lao động trẻ em đấy. Ừ, anh em không dám ghi hình tường tận đâu. Nào bé. Hay không? Bây giờ là 4 giờ chiều. Hy vọng rằng là gia đình của cô chú ấy sẽ dọn xong trước khi trời tối. Không dám là bao nhiêu giờ, nhưng mà trước khi trời tối phải dọn xong để thông cái đường cho bà con. Khỏe nhờ. Xe này chỉ chở 5 viên là tối đa rồi. Hàn lại cái đấy á? Hàn 5 viên là thành 80 cân. 5 viên là hợp lý rồi. À, sáng lũ em chở 9 viên. Anh mà chở gấp đôi cái đấy thì cái xe là... không chịu được. Không chịu được đâu. Cho bé bê viên bẻ. Xe này là xe thứ hai. Và cũng có thể là sẽ là xe cuối cùng. Bởi vì là em tiên lượng cái khối lượng này như thế thôi mà. Còn những cái cát và cát chát rồi là đá bột hai thì không đáng bao nhiêu cả. Trong quá trình anh em thợ vừa làm thì vợ chồng lúa em vừa chuyển được. Đấy. Ít thôi mà. Có mấy khối thôi mà. Từ đó anh em mình hộ mỗi người một chút sức này chưa là cái gì cả các bác, chưa là cái gì cả so với lại các em mới lớn mà người ta đi làm như thế. Một cái chuyến vật liệu nữa trong buổi chiều. Hiện tại đã sắp xong của ba anh chị nhé. Và
ở trong những cái video cuối cùng về hành trình vận chuyển vật liệu của nhà lũ em thì sẽ được em Khâm tiếp tục cập nhật trên kênh cho cô ba chị xem. Video ngày hôm nay chắc có lẽ là cháu Khâm cũng xin phép khép lại tại đây thôi. Cảm ơn quý cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào.